Sony Center xin kính chào các bạn. Hôm nay mình có dịp so sánh sự khác nhau giữa một model máy ảnh full frame mới của Sony là Alpha 7 Mark II so với model trước đó là Alpha 7 đời đầu. Và mình cũng điểm qua 8 sự khác biệt của hai model này. Thứ nhất là về nắp đậy cổng kết nối. Nếu các bạn để ý bên tay trái của Alpha 7 đời đầu, cổng kết nối nằm dọc theo thân máy theo kiểu trên và dưới. Đối với Alpha 7 đời 2, cổng kết nối nằm ngang ở trên thân máy theo kiểu song song. Việc bố trí cổng kết nối này chủ yếu là do hệ thống chống rung năm trục bên trong thân máy đã chiếm phần ở bên dưới bên tay trái. Và nếu các bạn có ý định cắm các cổng kết nối thì cũng nên để ý vấn đề này. Sự khác nhau thứ hai đó chính là LCD. Ở đây cụ thể hơn đó chính là cái khoảng cách có thể kéo ra khi các bạn muốn chụp hình ở những góc độ thấp như thế này. Đối với Alpha 7 đời đầu, góc kéo ra vừa đủ, và đối với Alpha 7 đời 2, góc kéo ra được cải tiến rộng hơn để tránh sự che chắn của kính ngắm điện tử ngay phía bên trên. Cải tiến thứ ba đó chính là Alpha 7 đời 2 đã có thêm một nút Customize C4 dành cho khách hàng có thể kết nối hoặc là cài đặt những cái tính năng khác nhau đối với nút Customize này, bao gồm C1, C2 nằm trên đỉnh máy, C3 và C4 so với Alpha 7 đời đầu có C1, C2 và C3. Cải tiến thứ tư đó chính là khe cắm thẻ nhớ SD. Nếu các bạn để ý, Alpha 7 đời đầu khe cắm thẻ nhớ SD vẫn nằm bên tay phải và cắm theo chiều vuông góc với màn hình. Đối với Alpha 7 đời 2, vị trí không có gì thay đổi nhưng các bạn sẽ cắm theo chiều song song với màn hình. Sự thay đổi thứ năm đó chính là bán cầm. Nếu các bạn để ý, bán cầm của Alpha 7 Mark II lớn hơn khá là nhiều so với Alpha 7 đời đầu. Việc cải tiến bán cầm này sẽ làm cho những khách hàng có bàn tay lớn cầm máy với sự chắc chắn hơn rất là nhiều. Và các bạn để ý, bởi vì bán cầm lớn hơn cho nên nếu các bạn sử dụng grip thì Alpha 7 đời đầu sẽ sử dụng grip C1 và Alpha 7 đời 2 sẽ sử dụng grip C2. Cải tiến thứ sáu đó chính là ngàm kim loại. Nếu các bạn để ý, Alpha 7 đời đầu khi các bạn tháo ra, ngàm gắn ống kính bên trong sẽ bằng plastic cao cấp vừa đủ chắc để có thể giữ bất kỳ loại ống kính nào. Đối với Alpha 7 đời 2, nếu các bạn tháo ra, các bạn sẽ thấy toàn bộ ngàm ống kính bên trong sẽ được làm bằng kim loại. Việc làm bằng kim loại này tăng cường sự chắc chắn cho máy khi các bạn gắn các loại ống kính khác nhau. Cải tiến thứ 7 là nút chụp hình tốt hơn. Nếu các bạn để ý, nút chụp hình của Alpha 7 Mark II lớn hơn và ở vị trí bấm thoải mái hơn so với Alpha 7 đời đầu. Alpha 7 đời đầu diện tích nút chụp, đường kính nút chụp chỉ khoảng 8mm và nằm ở vị trí khá cao. Nếu các bạn chụp thì nó sẽ không thoải mái bằng Alpha 7 đời 2. Và cải tiến cuối cùng đó chính là sự thuận tiện trong việc sử dụng các bánh xe chế độ. Hai bánh xe chế độ của Alpha 7 đời đầu nằm khá gần nhau bởi vì bán cầm tương đối nhỏ. Đối với Alpha 7 đời 2, các cái bánh xe chế độ này nằm ở vị trí cách xa nhau và rất thuận tiện cho ngón cái và ngón trỏ di chuyển. Và các bạn để ý, việc bố trí cũng như là hình dáng khá là tương đồng với những cái DSLR phổ thông bên ngoài thị trường, tạo sự thuận tiện và thân thiện khi khách hàng chuyển qua dùng Alpha 7 Mark II từ các hãng khác. Đó chính là 8 sự khác nhau giữa Alpha 7 Mark II và Alpha 7 đời đầu được thực hiện tại Sony Center Đồng Khởi. Ngoài 8 cải tiến về mặt thiết kế bên ngoài của Alpha 7 Mark II so với Alpha 7 đời đầu, về mặt hiệu suất hoạt động có 2 điều cần lưu ý. Thứ nhất là về tốc độ AF và thứ hai là chống rung năm trục, là hai tính năng rất là nổi bật của Alpha 7 Mark II. Theo nhà sản xuất, tốc độ lấy nét của Alpha 7 Mark II tốt hơn 30% so với Alpha 7 đời đầu và khả năng bám nét với vật thể chuyển động tốt hơn 50%. Tính năng thứ hai là tính năng chống rung năm trục, là tính năng cực kỳ nổi bật của Alpha 7 Mark II. Nếu các bạn sử dụng Alpha 7 Mark II chung với các ống kính ngàm E cả full frame hoặc dành cho APS-C, hoặc là các ống kính alpha ngàm A thông qua ngàm chuyển đối với ngàm E, thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được tính năng chống rung năm trục này. Và theo nhà sản xuất thì hệ thống chống rung năm trục có thể bù cho các bạn tối đa là 4.5 stop. Đối với những bạn sử dụng ống kính MF hoặc là ống kính từ các hãng thứ ba khác thì các bạn hoàn toàn có thể gắn trực tiếp lên trên body của Alpha 7 Mark II thông qua ngàm chuyển. Ví dụ ở đây mình có một ống kính của Tamron Macro 90mm và một ống kính khác 90mm f2.8. Các bạn có thể gắn trực tiếp những cái ống kính này lên body để có thể tận dụng được tính năng chống rung bên trong.
Tuy nhiên khi các bạn gắn những ống kính này thì các bạn phải gắn cái giá trị tiêu cự chính xác của những ống kính này. Ví dụ đây là 90 và ở trong trường hợp này cũng là 90mm. Thì khi đó máy nó sẽ hiểu và có thể tính toán được cái mức độ chống rung phù hợp với từng ống kính. Và chống rung này là chống rung 30. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.